Xin chào các bạn, rất vui khi mỗi ngày mới lại được gặp lại các bạn trên video của Hưng Trích. Thì những bạn nào mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký để ủng hộ cho Hưng nhé. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11, là cái thời điểm là cái thời tiết ở miền Bắc đang là mưa phùn và có hơi thời tiết se se lạnh. Thì cái thời gian này là cái thời tiết thời điểm giao mùa nên là nó sẽ rất dễ bị bệnh viêm họng, nhất là các bé nhỏ là rất dễ bị viêm họng cấp. Thế nên là các bạn nhớ mặc ấm cho các bé để tránh bị nhiễm bệnh. Và nếu mà thấy có biểu hiện như là triệu chứng ho khan, đau họng, viêm phế quản thì các bạn nhớ là phải đưa bé đi khám ngay và có thể dùng các biện pháp điều trị. Thì mình xin bày cho các bạn 4 bài thuốc này để điều trị cho các bé hoặc là người lớn bị viêm họng mà không cần dùng đến thuốc tây. Đó là các bài thuốc nam dùng các cây lá ở trong nhà hoặc là xung quanh nhà mình đều có thể dễ kiếm. Bài thuốc đầu tiên là mình sẽ dùng lá diếp cá hoặc một số nơi có thể gọi là lá dấp cá đấy. Thì lá diếp cá có vị cay, tính mát, giúp thanh nhiệt, nhuận tràng, giải cảm, giải độc và làm lành các vết nở loét. Thành phần tinh dầu trong rau diếp cá có tác dụng là sát trùng, kháng viêm và loại trừ các ổ vi khuẩn, virus trong cổ họng. Người bị viêm họng dùng lá diếp cá rửa sạch để cho ráo nước rồi đem xay nhuyễn hoặc giã nhỏ và lọc lấy nước cốt. Sau đó pha nước cốt với một ít nước ấm rồi uống từng ngụm, áp dụng 2 lần mỗi ngày liên tục trong 4 đến 5 ngày. Thì sẽ giúp chúng ta diệt khuẩn và làm cho cái họng của chúng ta khỏe mạnh hơn. Thì ngoài việc uống trực tiếp lá rau diếp cá còn có thể kết hợp với các loại thảo dược để hiệu quả tốt hơn trong điều trị viêm họng. Thì bài thuốc là dùng khoảng 50g lá diếp cá và 20g lá cam thảo đất, đem rửa sạch rồi cho vào nồi sắc với nước để uống hàng ngày, thực hiện đều đặn 2 đến 3 ngày. Lá diếp cá có thể sắc cùng với nước vo gạo để tăng miễn dịch, bổ sung dưỡng chất và điều trị viêm họng. Bạn chỉ cần dùng 200g lá diếp cá rửa sạch, chờ cho ráo nước rồi giã nát hoặc xay nhuyễn. Tiếp đó là đun sôi với khoảng 300ml nước gạo vo, rồi bỏ rau diếp cá và đun đến sôi thì tắt bếp. Trong quá trình đun thì các bạn nhớ khuấy đều để cho hai cái hỗn hợp đấy trộn đều với nhau. Sau đó là chắt bỏ phần bã, lấy nước cốt uống vào buổi sáng và buổi tối hàng ngày thì sẽ rất là tốt. Thứ hai là bài thuốc dùng lá hẹ. Thì lá hẹ là trong lá hẹ có gồm có đạm, vitamin A, vitamin C, canxi, phốt pho và chất xơ. Lá hẹ là có vị cay, tính ấm, tác dụng là trợ thận, bổ dương, giải độc và tiêu đờm. Trong đó lá hẹ thì chứa các thành phần như odorin, có tác dụng như một chất kháng sinh chống tụ cầu và các chủng vi khuẩn. Bạn có thể lấy một nhúm nhỏ lá hẹ tươi, đem rửa sạch với nước, giã nát, đắp lên vùng cổ bị viêm họng. Sau đó quấn băng giữ chặt, đắp trong khoảng 30 phút, rồi tháo ra rửa sạch cổ bằng nước sạch. Bài thuốc thứ hai có thể dùng áp dụng đối với lá hẹ là mình có thể dùng hấp cách thủy hỗn hợp lá hẹ giã nhuyễn với lại 2 thìa mật ong trong khoảng 15 phút, chắt lấy nước cốt và uống khi còn ấm. Bã lá hẹ dùng để ngậm sẽ làm dịu cơn đau, giảm đau rát cổ rất là hiệu quả. Thì cái bài lá hẹ hấp với mật ong này thì chúng ta có thể áp dụng với lại các bé nhỏ, các bé chưa uống được cái lá diếp cá này, vì cái lá diếp cá nó có vị hơi là tanh. Có uống đối với các bé nhỏ thì chúng ta có thể hấp lá hẹ với mật ong, vì là mật ong nó ngọt thì các bé sẽ dễ uống hơn, thì sẽ nhanh khỏi hơn. Bài thuốc thứ ba là chúng ta dùng lá húng chanh. Lá húng chanh hoặc là lá tần dày đấy, ở một số nơi người ta gọi là lá tần dày. Thì lá húng chanh thì chắc là rất là phổ biến rồi, nhiều người vẫn dùng cái bài thuốc này, nhưng mình vẫn muốn nhắc lại vì là có thể một số bạn chưa biết. Thì lá húng chanh là loại rau gia vị dễ trồng, có mùi thơm dễ chịu, vị chua the, tính ấm. Trong đông y thì húng chanh có tác dụng là phát tán phong hàn, tiêu đờm, sát khuẩn, dùng để chữa ho, viêm họng, cảm cúm, hen suyễn và sốt.
Để chữa viêm họng thì bạn dùng một nắm lá cây húng chanh cùng một nắm lá xài đất sắc đem nước đặc rồi nọc lấy nước uống. Thực hiện ngày 2 lần làm giảm các triệu chứng như đau họng, khó nuốt, khó nói, khàn tiếng do viêm họng hay xảy ra. Húng chanh cũng có thể là hấp với mật ong và hấp với đường phèn, hoặc là hấp với lại quất non và quất bao tử, quất hoãn còn nhỏ đấy. Bạn hấp húng chanh này, quất này với mật ong hoặc là đường phèn cho các bé uống rất là hiệu nghiệm. Thì là húng chanh tươi thì nấu nước sông hoặc là thêm gừng hành để sông cho ra mồ hôi, giảm mệt mỏi hiệu quả đấy. Bài thuốc thứ tư là lá xương sông. Lá xương sông thì có vị cay, tính ấm và không độc, chữa cảm sốt, ho, hen, đầy bụng, bổ phế, tiêu đờm, giải độc. Cái bài thuốc mà dùng lá xương sông này, chúng ta có thể kết hợp lá xương sông với lại mật ong để ra một hỗn hợp, là các bạn cũng dùng lá xương sông hấp với mật ong, hấp cách thủy nhé. Thì nó sẽ giúp kháng viêm, kháng khuẩn và làm các vết thương tại vùng họng nhanh lành. Công thức chi tiết là bạn dùng 3 lá xương sông, cái loại bánh tẻ nhỏ với lại 5 thìa mật ong nguyên chất, sau đó cho cả hai nguyên liệu vào bát và hấp cách thủy khoảng 15 phút, nọc lấy phần nước để uống nhiều lần trong ngày. Thực hiện cách này làm liên tục trong khoảng 3 đến 5 ngày thì sẽ đạt hiệu quả tốt nhất. Lá xương sông khô còn có thể là sắc uống, lấy khoảng 20 lá xương sông đã phơi khô, nấu với nước khoảng 10 phút thì tắt bếp. Sau đấy cái nước đấy các bạn dùng để uống như là nước bình thường. Thì vừa rồi mình đã trình bày cho các bạn 4 bài thuốc dùng các lá cây ở xung quanh chúng ta. Những cái loại cây này thì không khó kiếm, các bạn có thể tìm xung quanh hoặc là ra chợ là hỏi là sẽ có. Thì chúng ta có thể áp dụng cho những cái trường hợp là mình dùng thêm phụ vào với lại các thuốc tây thì nó sẽ giúp nhanh khỏi hơn. Chúng ta tránh lạm dụng thuốc tây, hạn chế sử dụng thuốc tây để cho cái cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh. Rất mong là những chia sẻ này của Hưng sẽ giúp cho các bạn có thêm kiến thức sử dụng hữu ích trong cuộc sống. Các bạn thấy hay thì nhớ like, share và đăng ký kênh của Hưng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Tạm biệt.